cổ tích đi. Kể chuyện con thích chuyện cổ tích gì? Con thích chuyện nàng tiên ốc. Nàng tiên ốc là nàng gì? Thế bố kể một câu chuyện cổ tích nha. Không, để con kể chuyện nàng tiên ốc. Thế con kể chuyện nàng tiên ốc trước đi rồi bố kể chuyện cho. Nàng tiên ốc xưa có bà già nghèo, chuyên bò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một con ốc xinh xinh, vỏ nó điêng điếc xanh, không giống như ốc khác. Bà thương không buồn bán, liền thả vào trong chum, rồi bà lại đi làm. Thấy đi về thấy lạ, căn nhà sao sạch quá, bà lợn đã được ăn, cơm nước nó tưng tưa, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà già thấy chuyện lạ, liền gối dính xét, khi thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước, bà già liền bí mật là vỡ có ốc xanh, con cho chui vào nước, hai mẹ con từ đó đã yêu thương nhau. Hello, bạn quay giỏi quá. Sau đây là bạn Phạm Văn Bố kể một câu chuyện cổ tích. Tiếp. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, em không còn nhớ nữa. Câu chuyện của em đến đây là kết thúc. Không còn nhớ em nào nữa. Không nhớ câu chuyện nữa. Sẽ bố nhớ câu chuyện nữa. Câu chuyện chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sau.